dễ dàng lắp đặt, bao bọc che chắn cho người đi đường khỏi cái nắng. Chỉ cần trang bị mũ chống nắng là có thể vô tư bon bon trên đường bất chấp mọi thời tiết. Tiện lợi, dễ sử dụng, nhưng đây có phải là cách chống nắng an toàn? Tôi khuyên người tham thông là chúng ta không nên sử dụng các cái bạt, các cái mui che chống nắng trên xe mô tô, xe máy. Vì sao? Bởi vì các cái thiết bị này không phải là do nhà sản xuất, nên là nó sẽ không được nghiên cứu về cái khả năng chịu sức tác động của gió và ngoại lực tác động vào. Bên cạnh đó, nếu sử dụng phương tiện này vào mùa mưa sẽ khiến nước mưa dính lên mặt trước của tấm bạt ni lông, khiến tầm nhìn của người lái xe bị hạn chế. Còn đối với tấm bạt này, đó chỉ là những tấm bạt ni lông thôi. Mặc dù người ta đã thiết kế cho nó có độ thông suốt, nhưng nó không hoàn toàn thông suốt hoàn toàn. Và qua thời gian thì nó sẽ có cái sự xuống cấp và hư hỏng, thì nó làm cho mờ đục đi cái tấm bạt này và làm cho chúng ta sẽ mất đi khả năng tầm nhìn quan sát của chúng ta. Thì nó sẽ tác động rất là lớn đối với khả năng quan sát, khả năng xử lý tình huống các cái xe để chúng ta đi vừa điều khiển và chúng ta vừa che nắng như thế. Dưới cái nắng nóng gay gắt, việc sáng tạo ra các giải pháp che chắn là điều thiết yếu. Tuy nhiên, người tham gia giao thông cần phải thận trọng lựa chọn giải pháp vừa tránh nắng mà có thể giữ an toàn.